Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài phần mềm Mac Fan Control để kiểm tra tốc độ quạt và nhiệt độ của CPU. Các bạn tải phần mềm về. Phần mềm đây là Mac Fan Control nhé. Các bạn vào trang chủ, ấn vào Free Download. Phần mềm này hoàn toàn miễn phí nhé, có thể cài được cho Win, nhưng mà Win này sẽ phải chạy ở trên hệ điều hành Mac, ở trên máy Mac thì mới có thể sử dụng được. Chúng ta sẽ cài phần mềm này cho MacBook. Sau khi chúng ta tải xong rồi, chúng ta kích mở file lên. Sau khi mở file xong, chúng ta sẽ thấy cái phần mềm tên là Mac Fan Control ở đây. Chúng ta sẽ copy phần mềm này vào thư mục ứng dụng để chúng ta tiến hành sử dụng. Sau khi mà copy xong, chúng ta mở file phần mềm này lên. Sau khi mở phần mềm lên thì sẽ yêu cầu mật khẩu mở máy, thì các bạn nhập mật khẩu mở máy để chúng ta kích hoạt phần mềm. Ở đây chúng ta có thể thấy là cái tốc độ vòng quay của quạt đang là 4.000 vòng và nhiệt độ của CPU và cũng như là GPU ở bên của bên phải. Cái này chúng ta có thể tùy chỉnh, phần mềm này có thể hỗ trợ chúng ta tùy chỉnh tốc độ vòng quay của quạt. Các bạn ấn vào mục tùy chỉnh. Các bạn muốn tốc độ quạt của mình quay về tốc độ bao nhiêu theo cảm biến nhiệt thì các bạn chọn vào mục theo giá trị cảm biến nhiệt, chọn vào mục CPU hoặc GPU. Ở đây mình sẽ chọn CPU. Nhiệt độ thì mình sẽ cho dao động khoảng từ 60 độ cho đến 80 độ. Thì khi mà ở trong cái giá trị này thì quạt đạt đến, máy của bạn đạt đến nhiệt độ khoảng trên 60 độ thì quạt của bạn sẽ quay về tốc độ sẽ cao hơn. Còn nếu mà dưới 60 độ thì quạt của bạn nó sẽ giảm tốc độ vòng quay xuống. Hiện giờ máy của mình đang là hơn 60 độ thì tốc độ quạt đã lên đến tầm 8.000 vòng, có thể là sẽ nhiều hơn. Thì mình sẽ thay đổi cái giá trị này một chút. Mình sẽ thay đổi theo giá trị của GPU. Các bạn cũng chỉnh lại nhiệt độ. Cái giá trị này các bạn có thể tùy biến nhé. Nếu mà các bạn cảm thấy số vòng quay của quạt nó lớn quá thì mình có thể hạ nó xuống thêm một chút nữa cũng được, bằng cách là tăng cái nhiệt độ này lên. Các bạn có thể thấy là tốc độ quạt nó đang quay rất là nhanh để cho cái nhiệt độ của máy đang giảm xuống. Nếu mà máy của bạn quạt kêu to thì các bạn có thể điều chỉnh cái tốc độ quạt theo cái ý của mình bằng cách cái giá trị cố định vòng trong vòng 1 phút. Ở đây thì mình sẽ để chế độ là mặc định nhé, là tự động, để cho quạt là quay về tốc độ cảm biến nhiệt của máy. Tốc độ sẽ bắt đầu giảm dần. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.